Mở bánh sinh nhật lần thứ 12 xem có gì ở trong. Let's Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Hôm nay chúng ta đã có bánh sinh nhật kỷ niệm lần thứ 12 của Clash of Clans rồi. Và mở nó cần 1.200 vàng. Mình sẽ mở các bạn ạ. Và chúng ta hãy cùng đếm xem trong đấy có gì. Và đầu tiên ở đây chúng ta có thể thấy là đây là một cái kiếm và nó cắt vào cái bánh sinh nhật. Và có cả là những quả dâu tây ở phía trên. Viên bánh thì có màu hồng nữa. Vâng, cắt bánh mà lại bằng búa. Cũng chỉ có những cái nghịch lý ở trong Clash of Clans mới có thôi. 11 thì hai cái kiếm. Mà còn ở 12 thì có một cái kiếm thôi. Và vị dâu này là gì ta? 2, 1, mở! 12.000 vàng và 5 điểm kinh nghiệm thì phải. Các sếp mở ra được gì? Comment ngay ở dưới cho mình biết với nhá. Lừa lừa những sếp nào mà chưa có bánh. Hồi nãy tôi không tin vào mắt mình, nên bây giờ tôi phải thử cái ạc khác của tôi là xem cái bánh này nó như thế nào nữa các bạn. Hiệu ứng chặt bánh kem hay phết nhá. Thôi, vẫn là 1.200 vàng để chúng ta mở cái bánh này các sếp này. Và chờ xem. Bánh năm ngoái thì hai kiếm, bánh năm nay có một kiếm à. Tôi hy vọng là không trôn chúng ta như hồi nãy nữa. Hãy cùng đếm ngược nào. Các sếp có mấy bánh rồi thì hãy comment ngay ở dưới nhá. Và sếp nào mà chưa có bánh thì thôi rồi đó, cứ chờ đi, yên tâm. Và các bạn cứ chặt bánh rồi nó sẽ mọc lại nha anh em. Không sợ nó mất đâu, nhưng mà nhớ giữ lại một cái làm kỷ niệm. Rồi, mở. Ồ, đúng là 5 điểm kinh nghiệm và 12.000 vàng thật. Có sếp nào mở ra gem không, comment ngay ở dưới nha anh em ơi. Ôi, dỗi quá. Đi làm trận bay cúp xem nào. À, đánh bằng combo này, bay đây. Oh, nhà này có phong cảnh ma quái Halloween này các sếp này. Nhìn khó đánh nhưng mà thôi kệ, múc hết. Vào đây Queen. Bạn sợ à? Đấy nó. Đúng rồi. Làm một cây thổi gió. Ok. Bây giờ thì đi phía sau nó đi các bạn. King Queen. Ủi xe phóng gỗ luôn cho nó sợ vào. Ok bạn. Đúng rồi bạn ơi. Cái Enfen kia có một cây thôi mà. Sợ gì. Và như vậy là năm nay chúng ta không có pháp sư tiệc tùng rồi anh em ạ. Anh em có nhớ bạn ấy không? Chứ tớ mình vẫn thấy nhớ lắm. Năm ngoái là giờ này là mình nhớ có video là đi cắt bánh là vác pháp sư tiệc tùng đi quẩy rồi. Mà năm nay thì không có bạn ấy. Hơi bị buồn một chút xíu. Nhưng mà ít ra thì đổi cái bánh 1.200 vàng lấy 12.000 vàng cũng giá trị phết nhỉ. Biết là anh em khác thì nó có khác không thì các bạn hãy cho ý kiến comment và bình luận phía dưới cho mình biết về các sếp nhá. Ok, làm xong nhà này rồi. Về cho em xin cái. Úi giời, 3 sao hoàn hảo luôn, còn gì nữa. Có sếp nào đánh set với cả là full baby như tớ không? Comment luôn nhá. À, nghiên cứu này, làm em gì đây? Đây luôn, tăng tốc. Sếp nào mà chưa làm cái thử thách cao hơn mức 9.000 thì hãy xem lại trên kênh của tớ rồi mà làm luôn các bạn nhá. Nhận quà cho nó phấn khởi này. Ok, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video sắp tới. Sếp nào mà mua vé vàng ấy, gói gem hay là những gói ưu đãi trong cửa hàng mà các sếp đang bị lỗ quốc gia hoặc cần tư vấn cách khắc phục thì liên hệ ngay fanpage Akari Gaming của mình với hơn 151.000 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lỗ quốc gia. Còn sếp nào mà tự nạp được rồi thì anh em nhớ bấm vào chữ C trong vé vàng hoặc cửa hàng anh em nhớ mã Akari. Đấy là cách mà các bạn ủng hộ và Supercell sẽ là người trả lương, động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Cảm ơn các sếp rất nhiều vì điều này nhá. Còn bây giờ thì chúc anh em ngày mới thật là tốt lành. Bye bye. This is the moment we rise.